Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại phường Trảng Dài. Ngay chỗ này là nó thuộc khu 4, gần ngay chỗ chợ Thanh Hóa các bạn. Tiếp tục cái hành trình khám phá phường Trảng Dài, Phú lại đưa quý vị đi dạo ở trong này. Chúng ta đi qua tiếp những cung đường khác, xem ở trong này đường xá nó như thế nào nha quý vị. Quý vị thấy không, chỗ này là siêu thị mini của Văn Hóa Xanh này. Đây là chợ Thanh Hóa. Chợ chỗ này là một cái chợ tự phát. Đi thẳng cái đường này thì chúng ta sẽ ra nghĩa trang cho xứ Lộc Lâm rồi đi qua Hô Na. Thì Vũ sẽ không có đi qua đó mà Vũ sẽ đi ngược qua bên này, là khu phố 4C này. 4C của Trảng Dài. Chợ Thanh Hóa là một khu chợ tự phát ở trong này. Cũng có nghe một số người bạn người ta chia sẻ lại là ở trong này là đa số người dân ở Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, người ta vào đây người ta sinh sống rồi người ta buôn bán trong này, người ta lấy tên là chợ Thanh Hóa luôn. Đấy. Đóng dấu chủ quyền ở đây luôn. Rau củ quả tươi ngon vậy ha, rất nhiều. Trong này dân cư phát triển. Đường xá trong này rộng rãi quý vị. Toàn là những cái con đường lớn, rất là rộng rãi và đẹp. Đây, ở đây có một cái bảng chỉ dẫn này. Bảng chỉ dẫn này đi đâu đây? Ngã ba cây tràm, hướng công viên 30 tháng 4. Đây, mình sẽ đi cái đường này nha. Các ba cây tràm nè, hướng ngã năm Hải Dương. Các ba cây tràm, rồi đi thẳng xuống đây. Đi thẳng xuống đây, ngã ba cây tràm. Ồ, trong này là xây nhà quá trời luôn. Đó. Đi vào đây hướng về công viên 30 tháng 4. Đấy. Ở bên này là chúng ta đi qua bên khu vực giáo sư Bắc Hải rồi. Đúng rồi, cái đường này chúng ta sẽ đi qua giáo sư Bắc Hải. Cú sẽ quay đầu ngược lại. Nhưng thôi là nó lại đi ra Hô Na. Ta sẽ quay ngược lại để tiếp tục khám phá Trảng Dài nha. Đây, sẽ đi ngược lại lên đây. Chúng ta quay ngược trở vào Trảng Dài. Tại vì cái mục đích của chúng ta đang là khám phá vườn Trảng Dài. Nhận là trong này đường xá rất là đẹp. Dân cư phát triển. Tuyệt vời. Khu phố 4C Trảng Dài. Trong này đất trống vẫn còn rất là nhiều quý vị. Nói đất trống vậy thôi chứ thực ra là cũng có chủ hết rồi. Người ta mua sẵn hết rồi quý vị. Để đó chờ cơ hội thôi. Khi nào mà có cơ hội đến là người ta bung liền. Bán một miếng đất thôi là ăn cả đời luôn. Trong này dân cư theo đạo Công giáo rất là nhiều quý vị nhé.
Có lẽ là bà con ở bên khu Hồ Nai và Tân Biên, người ta qua này người ta mua đất sống ở đây, cho nên là theo đạo Công giáo khá là nhiều. Đường đẹp, chạy xe thoải mái. Xe máy tha hồ vặn ga, xe hơi tha hồ mà đạp. Có thể thấy là đất ở trong này rộng lắm, người ta xây nhà rất là đẹp, tại vì nó thoải mái, có xây kiểu này kiểu kia nhìn nó cũng rất là nổi. Trong này thì nhà ai cũng có cái vườn rau quý vị. Có cái vườn rau, bây giờ có cái vườn rau để sinh sống khá là ok quý vị. Vườn rau một năm thu hoạch là biết bao nhiêu tiền, rất là sướng. Bên này vườn rau quá trời luôn này quý vị. Đó. Thực sự là khi mà đi vào trong này thì cũng chả biết bình luận gì hết. Tại vì khu trong này nó lạ quá quý vị. Đường xá nó lạ quá. Nhìn thấy cái gì nó cũng lạ lẫm hết. Được cái nhà cao, cửa rộng, đẹp. Đó. Cứ thấy sao nói vậy thôi quý vị ha. Cuối đường này là có cái ngã ba này, chúng ta rẽ ngã ba đi qua nha, bên phải này. Đó, phải đi qua, đường rất là đẹp. Đó, đường đẹp lắm, mà tới chỗ này là hết đẹp rồi. Đó, thì tới đây là đường bắt đầu xấu rồi. Đó, cái đường chỗ này là nó sình lầy không đây này. Xe tải đi qua nữa là ngon lành luôn. À, hên quá xe tải không đi qua, nó là tung tóe hết lên các bạn. Đây là hẻm lỡ hẹn, hẻm lỡ hẹn cho cô chẳng dài. Một con hẻm có cái tên rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà cửa đẹp không, đất đai rộng, xây nhà sướng. Thế là xin cái đường nó sình. Đường này đúng là cái đường gọi là đường chó ăn đá gà ăn sỏi quý vị. Đấy, sình lại thế này. Đó, đi sâu vào trong kia không biết là đi đâu luôn. Rác bãi đồ em đây vắng hoe, vắng tanh như cái chùa Bà Đanh. Đây cũng sẽ đi theo cái xe tải đấy đi. Đây có đường lớn này, còn đường thẳng của kia thì không biết, vắng lắm, sợ ma không dám vô cái đường này nha quý vị. Đây trong này đất đai rộng rãi này, nhà người dân trong đây.
thật rộng quá trời quý vị. Đó, ta phân lô ra người ta để nó sẵn, ai cần là dứt một lô thôi. Đây, tới đây chúng ta có cái đường, đường này cũng sẽ rẽ đi trái, đi rẽ trái đường này nhá, rẽ trái đường này xem là đi đâu nè. Đây lại có ngã ba nữa. Đang xây nhà làm nhà quá trời. Mầm non khai sáng. Oh, đường rộng quá. Đường rộng quá, xá rộng luôn. Đây có cái hẻm đi vào đây. Ta đó, đây có cái hẻm nữa này, không biết đi đâu. Đây, đi vào hẻm này đi quý vị. Trồng rau này, đó, trồng rau quá trời luôn, trồng rất là nhiều rau. Nguyên vườn rau đây luôn. Đó, có một cái đoạn đường xấu, rồi lại một cái đoạn đường đẹp. Rau quá trời này. Oh, tới đây là chúng ta lại đi qua bên Tân Biên rồi quý vị ơi. Đó, trong cái video trước là cũng đi cái đường này qua, giờ chúng ta lại đi ngược lại. Đấy, chúng ta lại đi ngược lại cái đường này, đi thẳng thì chúng ta lại đi qua bên chỗ nhà thờ Đại Lộc. Đại Lộc thuộc giáo xứ Đại Lộ, là phường Tân Biên. Vậy là chúng ta lại quay lại phường Tân Biên quý vị nhá. Đi lòng vòng lại quay lại chỗ cũ. Phường chẳng dài rất là rộng, đường cũng nhiều, đi lòng vòng lại quay lại chỗ cũ. Đây, cái chỗ này cũng sẽ quay lại ngay chỗ nhà thờ Đại Lộc rồi cho quý vị coi. Ta vẫn là đi cái đường đó. Đây, chúng ta sẽ đi qua cây cầu Sư Thúi. Cầu Sư Thúi này thì nó lại đổ vào cầu Xanh Máu thôi. Đó là chúng ta tới nhà thờ Đại Lộc, giáo họ là Vang. Đấy, các con người đi rất là như thế. Đây quý vị, đây là nhà thờ Đại Lộc. Đó, đi một vòng thì lại về lại quý vị ha. Thì cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé.